nha, rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin sáng ngày hôm nay 23 tháng 3 2018 và chúng ta đang đến với chuyên mục chuyên gia thị trường. Hôm nay chúng ta lại cùng trò chuyện với vị khách mời quen thuộc của chương trình, đó là anh Nguyễn Công Nguyên, giám đốc phân tích và đầu tư công ty chứng khoán Beta. Xin chào anh Nguyên, rất vui được gặp lại anh trong chương trình sáng nay. Vâng, trong phiên ngày hôm qua thì thị trường lại tiếp tục tăng tốc. Tuy nhiên có sự phân hóa nhất định giữa các blue chips. Theo anh thì dòng tiền đang tập trung vào nhóm cổ phiếu nào? Cả một thời gian vừa qua thì thị trường chúng ta đã có những cái vấn đề và tăng điểm rất tích cực, và thực tế là phiên ngày hôm qua chúng ta đã có một cái phiên giao dịch mà chúng ta đã vượt được cái đỉnh lịch sử, cái đỉnh là rất nhiều người kỳ vọng về điểm số. Cái dòng tiền từ sau Tết cho đến bây giờ thì vẫn đang tập trung khá nhiều vào những cái nhóm ngành khá là nóng, đó là nhóm ngành ngân hàng, bất động sản, chứng khoán, và bên cạnh đó là cũng có thêm nhóm ngành dầu khí nữa, và đại diện là một số những cổ phiếu lớn ở nhóm ngành tiêu dùng. Thì tôi cho rằng cái thời điểm hiện tại thì những dòng tiền vẫn đang tập trung vào những cổ phiếu này thôi, vẫn những nhóm ngành này, cơ bản những nhóm ngành này. Bởi những cái gì mà sự vận động của dòng tiền ở những nhóm ngành này hiện tại bây giờ thì vẫn đang đem lại những cái lợi nhuận là khá là tích cực cho nhà đầu tư. Thì thời gian tới thì tôi rằng tiếp tục là dòng tiền sẽ tiếp tục luân chuyển ở trong nhóm ngành này, nhưng chỉ có điều là chúng ta hãy kỳ vọng rằng những cái bước đột phá ở nhóm ngành này có những bước đột phá riêng, thì hy vọng dòng tiền thông minh sẽ tập trung nhiều hơn ở những nhóm ngành này. Thì tôi cho rằng là cái điều này sẽ có một cái cú mà hích lên, là hỗ trợ cho thị trường ở trong cái vùng giá mới đã đạt được trong thời gian này. Vâng, thưa anh có đề cập về cái sự coi như là dẫn dắt thị trường của một trong những cái nhóm blue chip là đã là dầu khí. Đúng vậy. Thì anh nhận định như thế nào về xu thế của nhóm này? Nhóm dầu khí hiện tại giá dầu trên thế giới, dầu Brent và WTI thì cũng đang, đặc biệt dầu Brent thì cũng đang áp sát với lại cái mức là $70 trên một thùng. Thì đây cũng chính là cái mức giá mà gần với lại mức giá cao nhất từ đầu năm cho đến bây giờ. Thì chính cái điều này đã phiên ngày hôm qua đã kích hoạt được, là đã đưa cái chỉ số của nhóm dầu khí, trong đó có PVB, PVC, PVS và PVD, và bên cạnh đó là gas là đều tăng điểm khá là tích cực. Và duy nhất là gas là cổ phiếu ngày hôm qua, thực tế là gas đã có một cái sự hỗ trợ rất lớn cho chỉ số ngày hôm qua, là một sự đã đỡ cho chỉ số, một cái sức đỡ rất tốt. Còn nếu không có gas thì rất có khả năng phiên ngày hôm qua VN Index của chúng ta là sẽ phải chấp nhận, là có, tôi nghĩ rằng là phải chấp nhận là vùng giá đỏ. Cho nên là cái vòng dầu khí thì tôi cho rằng là cái hiện tại bây giờ thì cái giá dầu của chúng ta thực tế là cũng không phải là mức giá mà như cái thời kỳ mà năm 2014, cho đến thời điểm này thì giá dầu cũng đang là khá là tích cực với những cái luồng thông tin khá tốt về vấn đề mà dự trữ và suy giảm trong cái vấn đề kho dự trữ của dầu của Mỹ. Nhưng mà đây cũng là một cái ẩn số, bởi vì cái nguồn dự trữ dầu của Mỹ nó vẫn luôn luôn là cái biến động là liên tục. Thì tôi cho rằng nhóm ngành dầu khí vẫn là cái nhóm ngành đầu tư có thể quan tâm thời gian tới, và tôi cho rằng là đặc biệt là những cái cổ phiếu trong nhóm ngành dầu khí thì trong đó có gas và PVS. Tôi cho rằng là đây là những cổ phiếu nhà đầu tư có thể quan tâm, mà tôi đặc biệt là những cổ phiếu mà dầu khí mà có cái vốn hóa vừa ấy, thì nhà đầu tư hãy lưu ý rằng đã đầu tư thì chúng ta nên cân nhắc cái vấn đề mà đầu tư dài. Vâng, cảm ơn anh. Mới đây thì Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cũng đã quyết định nâng lãi suất, và điều này cũng không nằm ngoài dự đoán của các chuyên gia. Thế thì thông tin này theo anh thì tác động như thế nào với thị trường chứng khoán Việt Nam? Chúng ta đã trải qua một vài ngày là có rất nhiều thông tin ở trên thế giới, trong đó là có thông tin là Fed, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã tăng lãi suất lên 0.5% điểm. Thì cái thông tin này cũng là một cái dự báo là khá là đồng thuận với lại tất cả những dự báo chuyên gia trên thế giới, cho nên là cái yếu tố bất ngờ hầu như là không còn nữa. Và tác động của yếu tố này ở trong phiên giao dịch của thị trường quốc tế ngày hôm qua, và đặc biệt phiên ngày hôm qua của thị trường chúng ta, cũng không có tác động đáng kể lên chỉ số. Và bên cạnh đó, song song với thông tin này, chúng ta cũng biết rằng là BOC cũng đang có cái khả năng là tăng lãi suất sẽ sớm hơn trước cái kỳ hạn mà tháng 5 họ dự báo, cũng như là PBOC, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cũng đã ngay lập tức trong vài tiếng đồng hồ cũng đã có tăng lãi suất. Về cơ bản thì cái yếu tố này về dài hạn thì tôi cho rằng vấn đề phép tăng lãi suất rõ ràng là một cái yếu tố là cũng không phải là thực sự tích cực lên thị trường của chúng ta. Bởi vì khi mà lãi suất tăng, rõ ràng là cái điều này tác động khá lớn đến dòng tiền của nhà đầu tư nước ngoài, mà nhà đầu tư Mỹ sẽ khả năng là sẽ rút vào thị trường nội địa. Bên cạnh đó là cái câu chuyện lãi suất tăng ấy, thì cái kỳ vọng mà ngân hàng nhà nước chúng ta mà muốn, hoặc là nhà đầu tư chúng ta kỳ vọng vấn đề mà giảm lãi suất cho vay là cái điều là ngày càng khó khăn hơn. Đây cũng là cái yếu tố tác động khá lớn đến cái doanh nghiệp trong nước, bởi vì là cái chi phí vốn chúng ta kỳ vọng là chi phí vốn chúng ta được giảm, thì đây cũng là yếu tố là khá là khó khăn. Thì tôi là yếu tố này thì sẽ tác động về cơ bản đến dài hạn. Nhưng bên cạnh đó chúng ta cũng phải nhớ rằng là thị trường của chúng ta, và đặc biệt là cái nền kinh tế vĩ mô chúng ta, đã trải qua thời kỳ là rất ổn định, có rất nhiều yếu tố rất tốt và cái nền tảng rất ổn định. Trong thời gian tới thì tôi kỳ vọng rằng, và tôi cho rằng cá nhân tôi, thì vấn đề phép tăng lãi suất trong thời gian tới
để ảnh hưởng thị trường thì không là đáng kể. Nhưng trong dài hạn tôi nghĩ rằng nhà đầu tư cũng phải quan tâm đến vấn đề này. Và một nhóm cổ phiếu vốn luôn gây sự chú ý cho nhà đầu tư đó là nhóm chứng khoán thì lại có cái dấu hiệu hạ nhiệt trong thời gian gần đây, như vậy thì anh nhận định như thế nào về diễn biến của nhóm này trong thời gian sắp tới? Nhóm ngành chứng khoán cũng cùng với lại cái nhóm ngành ngân hàng đã có những thời kỳ mà tăng trưởng rất tốt. Và như chúng ta đã biết rằng rõ ràng khi thị trường của chúng ta ngày càng phát triển hơn, cái thanh khoản chúng ta ngày càng giao dịch càng tốt hơn, cái dòng tiền vốn nội càng mạnh hơn thì nhóm chứng khoán đã có những cơ hội rất tốt để họ tăng trưởng về vấn đề lợi nhuận. Thì tôi cho rằng nhóm chứng khoán trong thời gian tới vẫn là nhóm ngành để quan tâm, nhưng nhà đầu tư lưu ý rằng là nhóm chứng khoán đã có sự phân hóa nhất định. Và tôi cho rằng với thị trường của chúng ta tiếp tục ổn định như thế này và chúng ta đạt được đỉnh cao mới thì nhóm ngành chứng khoán vẫn là nhóm ngành mà nhà đầu tư có thể phân bổ một cái tỷ lệ hợp lý trong cái danh mục đầu tư của mình trong thời gian tới. Dĩ nhiên là trong cái biến động ở thời điểm này tôi xin nói thêm một chút xíu, đó là vấn đề là thị trường chúng ta đã đạt đỉnh lịch sử và vấn đề của nhà đầu tư kỳ vọng rằng là thị trường có tăng trưởng tiếp hay không. Thực tế cái điểm số cơ bản nó chỉ là điểm số về thị trường chúng ta thời điểm này, nó hoàn toàn nó khác rất xa với thời điểm mà năm 2007. Nó khác về mặt bản chất, nó khác về mặt đơn cử như về mặt thanh khoản, về chất lượng niêm yết, về vấn đề minh bạch thị trường và những sản phẩm mới. Về cơ bản tôi có thể khẳng định rằng là thời điểm hiện tại chúng ta có thể nói rằng là bất cứ cái biến động tài chính nào thì đều là cơ hội để đầu tư. Bởi vì hiện tại chúng ta đã có phái sinh, chúng ta sắp tới chúng ta đã có chứng quyền, thì tôi cho rằng những cái biến động sắp tới nhà đầu tư cũng hãy thật sự tập trung bám sát thị trường thời điểm này. Bởi con đường của chúng ta là đầu tư đó chính là sự dài hạn, không có thể nào mà chúng ta kiếm tiền trong ngắn hạn được. Cái rủi ro của những nhà đầu tư ngắn hạn ở thời điểm hiện tại tôi thấy rằng cái rủi ro của đầu tư ngắn hạn đang tăng dần, thì nhà đầu tư ngắn hạn thực sự lưu tâm những cổ phiếu đầu tư ngắn hạn và danh mục ngắn hạn của mình trong thời gian này. Vâng, cảm ơn anh rất nhiều về những chia sẻ rất thiết thực trong chương trình sáng nay. Cảm ơn Phi Yến. Và kính thưa quý vị, chúng ta vừa có cuộc trò chuyện cùng anh Nguyễn Công Nguyên là giám đốc phân tích và đầu tư công ty chứng khoán Beta. Và những thông tin vừa rồi cũng mang tính chất tham khảo đến từ chuyên gia chứng khoán. Phi Yến hy vọng là quý vị sẽ có được nhiều quyết định đầu tư thành công trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Và đến đây thì bản tin sáng ngày hôm nay trên kênh truyền hình FBNC cũng xin được khép lại. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Phi Yến xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và chúc quý vị có một buổi sáng làm việc hiệu quả.